Nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng nay, quận Thanh Khê tổ chức lễ tuyên dương điển hình tiên tiến thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh giai đoạn 2016-2020 và trao giải thưởng khu dân cư tiêu biểu năm 2020. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu. Thời gian qua, mặt trận các cấp trên địa bàn quận Thanh Khê luôn nỗ lực vận động người dân tham gia thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh với kết quả tích cực. Trong 5 năm, quỹ vì người nghèo trên toàn quận vận động được trên 23 tỷ đồng. Hàng năm, số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 94,4%, tổ dân phố văn hóa đạt tỷ lệ 76,7%. Công tác giám sát, phản biện xã hội được mặt trận các cấp triển khai chặt chẽ, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa đảng, chính quyền với nhân dân. Thời gian đến, mặt trận quận Thanh Khê tiếp tục đa dạng hóa các hình thức vận động nhân dân, lồng ghép cuộc vận động của mặt trận với chương trình thành phố Bốn An và các phong trào thi đua của thành phố, góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng vững mạnh. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các cá nhân có đóng góp tiêu biểu cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Ban tổ chức cũng đã trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể, các khu dân cư tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.